Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cục đẩy đến từ thương hiệu Zsoul nên Dan Power. Đấy. Đây là cái cục đẩy 4 kênh mà nhiều các bác là hôm trước cũng gọi điện hỏi, nhưng mà mấy hôm nay em hơi bận tí nên là cũng không đăng nhiều video được. Đấy. Các bác xem nhá. Đấy. Đây là máy bên trong của cục đẩy này các bác này. Đấy. Mạch công suất là mạch TD. Sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sò 1 kênh, 2 kênh là 16 sò và 4 kênh là 32 sò, tổng cộng là có 32 con sò thôi. Nhưng mà giá gần 10 triệu một con các bác ạ, gần 10 triệu một con đấy. Tại sao nó đắt đúng không ạ? Nhiều các bác hỏi sao đấy. Đấy nó cũng có mấy kênh mà đắt thế. Thì em cũng xin nói luôn các bác là con này em lấy về là rất là đắt rồi. Nên là bán ra nó cũng gọi là đắt thôi, chứ còn là không có gì đáng kể cả. Đấy. Thì mình sẽ mở luôn cái bo công suất này ra cho các bác xem nhé. Máy này là mạch TD, nó cái kiểu là thiết kế theo kiểu nó mẫu form 10.000 Q hay là 13.000 Q gì đấy mà em cũng không được rõ lắm. Đó, mạch con này là mạch TD. Đó, ốc nó hơi nhiều ốc tí. Máy rất là xịn nha. Nên là các bác nào mà đánh những cái loại loa live show sự kiện tiệc cưới hoặc cả hát karaoke gia đình chơi con này thì tuyệt vời luôn. Đó. Đây, các bác xem luôn. Đấy. Ốc toàn chơi ốc hòa thị loại này mà bây giờ kiếm đồ vặn nó hơi khó đấy các bác nhá. Đây, em sẽ nhấc ra. Nhấc ra cho các bác xem. Máy này rất là xịn sò nên là các bác chơi gia đình rất là hay. Đấy. Chơi gia đình rất là hay mà tiếng đánh cũng rất là hay luôn. Thì em sẽ nhắc hẳn ra cho các bác xem nhá. Đây này, đấy. Úi dồi ôi. Nhắc cái này ra nó khó thế nhỉ. Đấy. Máy đây. Linh kiện có đây như thế này. Đó, máy con này gọi là máy TD. Máy công suất TD. Em phải nót cái khăn đây đã. Nót cái khăn ở đây đã. Đấy. Đây các bác xem đây, linh kiện đây, mặt dưới này cũng thế, máy công suất TD. TD nó có hai cuộn cảm này, cầu chì điện áp nguồn này, tụ nọc sau này, nó giống như cái con CB Acoustic TD5 hay TD7 đấy. À, đẩy TD em vẫn còn nhé, đẩy CB TD5 thì em vẫn còn nhé. Đây nó trong đây. Mấy hôm trước mang về rồi nhưng mà vừa về thêm con này. Chưa có bác nào hỏi thì cũng cứ kê tạm đấy, lời review. Đấy. Mạch con TD thì nó thiết kế là tối giảm linh kiện gắn trên một cái bo mạch. Còn như con này thì mạch nó sẽ thiết kế theo kiểu là dạng gần như là dạng công nghiệp. Nên nó sẽ nằm ngang như này. Đấy. Đằng trước của nó là hai quạt lớn, hai quạt mỏng này. Đấy. Đây, quạt đây. Hai quạt to hai bên, hai quạt nhỏ ở giữa. Đấy. Tụ nguồn của nó nhiều một đống này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, con này thì về nó bị xước sơn tí đây, em chưa vệ sinh. Đấy. Các bác xem nhá. Rất xịn sò. Đúng không ạ? Đấy. AMP gì đây? Nó ghi đây. Đó. Cái mạch này thì các bác dùng thì cứ phải gọi là rất là bền luôn, ít lỗi lắm. Máy này em bán đến chiếc thứ tư rồi, đây là chiếc này chiếc thứ tư mà chưa con nào bị lỗi cả, chưa con nào yêu cầu bảo hành cả, rất là xịn. Đây bên này nữa, cái này em chưa tháo ốc nhá, lười. Đây cái tấm này lên cho các bác xem này, sửa là nhìn linh kiện là biết này. Xịn sò đúng không? Cái bo dưới này tí nữa em sẽ cố gắng tháo ra xong. Có khi thể tháo thế thôi chứ còn máy về báo là các bác là nó trong cái tình trạng là hoạt động bình thường, cắm phát lên điện ngay. Đấy. Hàng này em bán em bảo hành cho các bác là được 6 tháng thôi nhé, em không bảo hành được lâu đâu. Bởi vì bên cung cấp thì cũng chỉ hỗ trợ được em cho 3 tháng thôi, còn lại 3 tháng cuối thì em hỗ trợ các bác. Đấy. Nhôm thì mỏng một tí này thôi, máy TD. Nhôm có một tí này thôi nên là hiệu suất của nó gần như là rất là cao thì mới dùng một tí nhôm này. Đấy.
đúng ạ. Ok, bây giờ em sẽ lại quay lại cho các bác xem cái phần nguồn nha. Đặt tạo cái bo này đây đã. Đây, đây là phần bo nguồn này. Kinh không? Diốt nguồn này, diốt cho sò nguồn này. Đấy. Còn đây là diốt sau, diốt này cấp nguồn cho mạch công suất chính. Còn phe biến áp nguồn trông rất là khủng bố. Khe này cuốn nó còn để hở này, hở khe này. Đấy. Các bác dùng thì không phải nghĩ luôn. Máy nó xịn sò. Nó hơi bị xước cái phần nắp này nhá. Nên các bác nào lấy thì em sẽ vệ sinh thôi. Đây là mặt trước nhá. Mặt sau đây. Nay bên nhà mưa to quá nên bê sang bên studio quay cho các bác xem. Đó. Hai cửa đinh ra ao này, cắm này xuống cái gì đấy. ABCD chế độ đánh này, các bác về chơi thì cứ như này nha. Còn các bác muốn dồn hai kênh thì có gạt đục hai công tắc này thôi, hai công tắc ngay cái nút đây em chỉ cho các bác xem chứ không hiểu các bác không biết. Các bác gạt đúng công tắc đây và công tắc bên này, hai chữ này, hai cái này gạt lên, cái bốn cái năm gạt lên là đánh dồn kênh, đúng không ạ? Các bác về cắm cửa 1 thì ra 1, cửa 2 ra 2 nhé. Cửa 3 ra 3, cửa 4 ra 4. Cái chế độ con này nó có thế thôi. Nó còn nhiều con là cắm con này nó có hai chế độ là 1 là ra tất cả, 2 là các bác cắm 1 giây là kêu hết. Tức là các bác cắm kênh A thì là đây cắm kênh A đây thì nó kêu hết cả 4 kênh luôn. Đấy, cắm là kiểu ý. Tức là cái dòng này là chuyên đánh dây. Dây 2530 gì đấy. Hoặc là đánh dây chắc 2530 thôi chứ bây giờ em ít gặp con nào dây 40 lắm. Dây 40 thì chỉ có các dòng VTX như của JB thôi, nhưng loại ý thì thôi không kể được. Không không so sánh vào con này được. Con này mà không đánh được các cái dòng ý đâu. Bát của nó toàn 40 2262 HPN xong là còn chung mít RAM to đùng, còn tem kèn của nó ui giời ơi phải khiếp luôn. Đấy. Đây nhá. Con này thì các bác nằm nay sau sự kiện tiệc cưới vừa vừa bé thì chơi con này là vừa. Nó có mười mấy cân thôi, 13 cân. Tầm hơn 13 cân, 13 cân rưỡi. Đấy. Máy này trong tình trạng như này. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Đấy, bao cho các bác đánh full đôi, full đơn, đấy. Súp đơn nhưng mà không đánh được súp kép. Đánh full đơn thôi nha. Đánh phun đơn thôi, à, phun đôi thôi. Thế còn các bác mà chơi con súc kép thì con này nói thật là đuối. Bởi vì nếu như con này mà mới thì đánh được, còn nếu như đã cũ mà dùng lâu ngày rồi thì nó không đánh được đâu. Nên là các bác cứ đánh các loại phun đơn 30-40, phun đôi 30-40. Đánh cắt HPFI thì đánh được. Đấy. Còn nếu mà các bác đánh súp thì con này nó đánh được, nếu mà dồn kênh vào thì đánh được một đôi súc kép, còn không dồn kênh là không đánh được đâu. Tức là dồn kênh là các bác lấy hai vế công suất kênh A kênh B, cái chế độ gạt đằng sau ấy các bác lấy hai hàng về em sẽ hướng dẫn cho. Đấy. Các bác đánh kênh A kênh B dồn kênh, đánh một chiếc súp kênh C kênh D dồn kênh ông chiếc súp đánh được, đúng không ạ? Đấy. Nếu như các bác mà có phun đôi 30 thì con này đánh được bốn chiếc, bởi vì một chiếc phun đôi 30 tức là 4 ôm rồi. Rất là khủng luôn, nó vào gần 2000W, khoảng tầm 2000W, hơn 2000W tí. Đấy, còn công suất mới của nó thì 2200W 4 ohm. 8 ohm là 1300, nhưng mà sau thời gian sử dụng thì nó sẽ xuống đi rất là nhiều. Nên này em cũng nói luôn đấy. Đấy nha. Còn nếu mà các bác đánh súp đơn 50 thì cứ khoảng tầm là súp đơn 50 cứ tầm 700-800W là đánh thoải mái. Đánh trong nhà đánh thoải mái, còn các bác mà đánh căng nhá, như loại từ 22 côn trăm hay là từ 280 côn 125 thì các bác cứ dồn hai kênh là một. Đánh một chiếc súp đơn 50 là đánh thoải mái, đánh kẹt ga cho các bác. Đấy, nỗi niềm các bác cứ gửi về em bảo hành cho. Gần 10 triệu một con bán phải bảo hành. Bán thế nó mới uy tín các bác ạ. Đấy. Ok nhá, giới thiệu rồi, giá cũng đọc rồi. Để các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, rất sâu 4 kênh. Đấy, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em.
Hôm nay hôm kia một ngày mưa gió, bây giờ phải này đi đóng một đống hàng đây. Xin kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Có gì hai anh em tiếp tục quay giới thiệu cho các bác.